cái nói về cái lực á, rồi kinh doanh làm ăn cũng y vậy luôn, bạn bè cũng vậy luôn, bạn gái cũng vậy luôn, bạn gái mà lý tính dù bỏ không liền, nó phải có ba phần tình trong chứ, nó đúng lý mình ra là anh xa, mà em lúc này em kể là em là bản tính là người tính toán, tao tính là không có sao, nhưng mà em tính cho em mà quên tính như người ta, cái tính của em nó vậy, cho mình thôi, còn người ta sao, nó phải nhường lại cái ba phần vậy. Thì em trở thành là chinh phục được, còn tôi em chỉ tiêu diệt người ta, đẩy nó xuống dốc thì em chưa lại là ngon. Chỉ trong đây nó diễn, nó chỉ mình phải làm ba cái đặc tính đó, còn bệnh nó đừng để ba nó xảy ra, viêm xoang phải bỏ ngay, em không trị tiến tới ung thư này sao, em tưởng tượng đi, chữa hết nhiều lần hay thành cái gì em biết rồi, chữa là hết rồi, bị lại là sao, là càng ngày nó dần sức ảnh làm cú gió, nó loạn lên rồi, thuốc tây rồi. Thì ví dụ thấy cái đó xuất hiện nhiều lần, không được hạ gục, em phải dứt khoát tiêu diệt nó, chỉ có thi công làm được, không có thuốc nào được. Đã thế giới nghìn năm chứng minh là không bao giờ thuốc chữa được bệnh. Vua chúa nó giàu vậy chữa đâu, chết sớm hết. Tập luyện, mà tập luyện không phải học võ. Bây giờ em tưởng tượng nếu mà thằng doanh dân mà học võ đánh ai, không muốn nó khỏe. Vì thằng doanh dân đi vô học đánh một cát đá đấm, học về quyền tinh đô, thành viên dân ngàn tỷ nữa cả, thế là biển tập khỏe, đó là tập luyện. Nó thấy cái hay của cái sức khỏe là chỗ đó. Ngày đầu tiên về em thấy cuốn sổ, em ghi ba cái đó, ba cái thang mà vẽ, ba cái dụng thái cực của em lấy từ giấy nhét vào cái bó em. Mỗi lần có cái bó ra, em thất bại mở ra cái bó rồi, ví dụ không được thất bại bỏ thiết cho hàng nữa, mà cái gai có nói là mình thua, còn đây thất bại nữa chết cha, làm tính kỹ người ta, còn thằng nói trước mình mới yên tâm, cái tâm nó mới tỉnh, không có loạn làm bậy hết liền. Khi người ta không tìm ra hướng, người ta bạn liền. Khi biết hướng sao, yên liền. Tức là khi em hiểu thì em không em tỉnh. Ví dụ bây giờ em hiểu từ đi từ nhà thầy tới nhà em là 3 phút thì em rất bình tĩnh. Còn mới đầu đi từ nhà thầy em không bình tĩnh, em cứ lo đúng không? Mà giờ lại về hết lo, cái lo mất rồi. Khi lo mất, khi nó mất thì em bình tĩnh đối phó. Còn mình đang đi tiếng nhà thầy em xong mình xe đụng em có thêm dính này, còn lúc em từ nhà thầy em trở về em cứ bình tĩnh gặp xe em lắp được đó, giống như vậy. Thì khi em hiểu cái sai của em thì coi ba cái mạng rồi thấy em bình tĩnh, không biết tại sao, không phải là xui, nhiều nói này thì xui quá, không có mày nè, tánh mày gây ra, ông trời sanh ra không có xui xẻo với mày, ông trời là ông đẻ mày ra, ông thương mình ông hết, ông là hại mình, ông tạo mình xui cho mình. Mày làm xui, mày làm hết, tự mày làm đó báo trước rồi, dịch số báo trước rồi, ba cái tánh này mày phòng thủ với tao, mày không giữ được nó, mày chết rồi, thằng chịu, bị đụng đổ hôn trời, cảnh giác trước rồi, đó là ba cái số phải giữ, cái đó là giữ sức khỏe. Khí công sẽ giữ ba này, từ đó biết học khí công chiếm ba, khí công về thận, khí công về gan, khí công về phổi, là cái yếu điểm của mình nắm chặt, không bao giờ để thằng này tập khí công thiệt mạnh bằng này bảo vệ tao thì chết đâu, bị bệnh mãi. Đó là tự nhiên tìm ra cái phương hướng đi ngành khí công, thấy không? Còn thôi học cũng luôn đó, khí công nó hay nó chỉ mai phải học này, học cái này, ba cái này là điểm yếu tập cho mạnh này, rồi đó là các bạn cầu chính khiếu em về phải kê khai ra răng gì đó, là em đọc biết là cái răng nào riêng, còn cái lỗ tai bên nào út nào khô, đầu mà không có gội xà bông hết nó có mùi da đầu nách có mùi, mấy chỗ nào có lông là khí nhiệm hôi là không được, thì coi lại hết thì báo cho ông thầy, thầy chứ biết bệnh gì, cho lẽ ông thầy để ông khám cho mình phải báo ra, cho lẽ tôi chặt quần con, nó tự làm. Ủa thầy có danh sách để em viết vô? Trước nhất là hai con mắt, hai cái lỗ mũi, cái miệng, cái bộ phận đầu hai lỗ tai, rồi chỗ tiểu nữa, đó là chính cả. Nó có ba vấn đề là mùi gì, thấy không? Thứ hai là trạng thái nó sao? Ví dụ là rái khô, rái ướt, có mùi hôi. Còn lỗ mũi, khi mà nó cái xấu nhất của bộ lỗ mũi khi xảy ra, cái không phải là tình trạng hiện thời, mà cả từ thời trẻ giờ có hiện tượng là mũi nó bị nhiều xoang, đó là nhất. Chứ không phải là cái lỗ mũi, cái cất mũi đâu. Mà cái cất mũi trong quá trình từ dưới cất mũi nó khi cứng như đá mà chảy máu không? Đó là những hiện tượng của chính khiếu mình. Còn bình thường đâu có. Những cái bất bình thường của chính khiếu mình kê ra, ví dụ mắt mình nó yếu, nó không rõ ngay cận, ngay cận, chứ không phải là cái hiện trạng đang nói chuyện với nhau. Trong từ trẻ giờ cái chỗ đó nó yếu cái gì, tao báo này, lỗ tai mình hay sao, hay là cái lực 10 năm nó vẫn cứ
thấy không? Còn lỗ mũi lâu lâu nó bị xoa, đó là cái là báo cáo chính khiếu gì nữa. Do đó mình tự khai, mày không khai đâu nó bám ra, mày giấu thì lắm nó sai. Tại vì cũng như là bây giờ dù em mình đau cuộc sống giấu thầy nó hồi tập nó gãy cuộc sống này sao? Báo trước cho người ta chứ. Mày không báo rồi là lắc ông để ông khác. Mày, nhưng mà khi mà ông tập ông cũng biết mày sai. Ví dụ lắc đầu tới bà đó rồi cái nào mày vậy mày không ghi vô nha. Hôm nay là mày không phải tao. Ví dụ như cuộc sống em bị dẹo, em không nói gì hết. Lắc hội tập rồi nó cấn rồi, ai nó e thẹn đau lưng. Nó hỏi con coi xin chụp hình em ra chứ hả, nó còn sắp mày bảo tao cái chỗ này tao chỉ mày chữa rồi, còn giờ khi mình tao biết thì tao chữa thì lúc đó là không hay, là lúc mày đổ hô là tại tập sao tao tập lẽ là mày đau, trong khi mày báo trước nếu mày đau thì tao chữa cái này, còn tao không có tiền tao chữa mà tao mới cho tao, giống như cái chân mà mày yếu thì chữa chân tao cho học đứng tấm, chân nó yếu mà bắt đứng tấm. Cái đó là cái bí mật riêng của mỗi đời này không, cái đó để nói về cái vật chất, còn cái tinh thần, cái bí ẩn mà trong nhiều thằng cái này phải nói thẳng nhé, vô đây phải nói thẳng để ngừa cái tánh yếu chỗ nào nó ra, còn không biết mà tới lộn thầy biết rồi là trễ rồi. Và cái bài đầu tiên là thường nghe đầu tiên về là ông sắc ông ghi ra chính khiếu này. Xong rồi em biết ba cái bài khí công tính đó là thận, khí công về thận thì đi sau thì có về gan, khí công về phổi, nó trong cái trong nhà giỏ đâu có đặt cái vấn nặng thì bên này rất kỹ ba được nó. Ba thằng đó thiệt vậy, mày không phải là thất bại trong ngành khí công, trong ngành khí công với nhau tới ê mày tạng mày chính là cái gì, thận sao mày bệnh thận, ngày khí công mày như vứt đi, học như vứt đi, mày biết nó rồi mày còn không giữ được, giống như mà cái nghề mày giỏi chuyên một đánh bánh tay trái. Mày không có đánh chuyên tay trái, mày có đánh tay phải mày thua ta, tao nói từ đầu trong nghề giỏi như vậy, mày giỏi đá rồi đây mày lại đánh học đánh, thấy không thì thua, mày nói trước từ đầu mày rất là giỏi đá thì mày đánh đằng ra mày đá rồi ta thắng, tại sao mày lại dùng thủ, mày thua ta liền ví dụ vậy, thì ông thầy cũng dặn trước hết rồi, thành ra những đời đó đừng coi thường về sau, lúc nó xuất hiện toàn thôi tại mình hết, mà cái đó nó dính tới cả cái phong thủy và cái vận mệnh của người làm ăn của em. Làm ăn tính kỹ với người mà tốt rồi, không có gì thành xấu để chơi này. Ví dụ nha, chứ tại cái tính kỹ của mình và cái tánh nóng của mình, thì tánh nóng mình đáng nhẽ chuyện đó nó không xảy ra, em nóng đến hư đó. Rồi cuối cùng anh nóng nè, chữ gan nó rồi tạm nhập, lúc mà đừng nói tổ hô là tại sụt xuôi rồi thằng gan. Ông thầy ở cái khí công nói cái khí công là gì mà nhân khí, sức khỏe, cái khí của người mày nó đang nằm ở đâu, còn nó mạnh chỗ nào, điểm yếu của nó là mình biết điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình để mình giữ sức khỏe mình chứ không đánh ai, đừng để nó tấn cái thận bệnh, thận khỏe thì nó sáng suốt, nó thông minh, còn thận yếu thì nó ngu si ù lì, nó không mất sáng suốt, còn gan mạnh á, thì nó tích, nó không có nóng tắt, bình tĩnh lắm, can đảm mà can đảm là phải bình tĩnh chứ, được gạt tính luôn. Thằng mất bình tĩnh là đánh thua liền, căng đá mà tiêu gan nhỉ. Rồi cái phổi của em là em phải lúc nào phải điều hòa điều tức, em đập nhanh là em thua, là thua. Đừng bây giờ để hơi thở em dùng nhập, em thấy dùng nhập là coi chừng. Cái đó về cái sinh học trong sức khỏe để ý hơi thở mà dùng nhập cái chừng xuyển nha, xoan nha, nó bệnh luôn. Thứ hai hơi thở dùng nhập tức này đang nóng nha, biết liền, tự biết liền, đã nghe nói đó được ông thầy dặn. Ém xuống đi thì công việc thành công, mà không ém xuống thất bại kệ mà. Nó đem tới mất sức khỏe, đem tới bệnh hoạn, đem tới mất tiền tài, mất tiền tài, mất sức khỏe đủ thứ chuyện. Ba cái đó là cái tướng tinh của mình. Đó, em ghi cái đó. Đó là em muốn sổ ghi sẵn, em báo cáo chứng khiếu. Xong em chuẩn bị coi bài nội khí và luyện cái dụng dưới em tập trước, thì ngày thứ năm tao thể trị. Vậy thôi. Vậy đi ha. Cảm ơn.